đi con. Dạ, em thuộc bài này sau khi tiêm Vin phải còn được khoảng 3 số. À, thế ạ, bạn... Hôm nay con đi con. Con đi con. À, đúng rồi, còn màu đỏ đâu, chỉ màu đỏ đi. À, chỉ cho bố xem màu đỏ đâu. Rồi. Nên bây giờ thì tôi có một thông tin mà tôi phải đó là tất cả những con rùa đã biết đỏ. Nghe đỏ à? Con rùa nó cắn chim sao? À, con rùa nó cắn chim Ben như nào nhỉ? Đó sẽ là một chuyện giúp các bạn. Đứng lên, đứng lên nha. Đứng lên, sao con rùa nó cắn? Con rùa cắn chim nào? Theo câu hỏi tình huống đâu? Đứng thẳng lên nào? Đứng như đất á. À, con rùa cắn chim thế à? Ui, sợ. Có con rùa. Cho này là cho gì hả Ben? Vàng. À, vàng à, dung chung vàng. Chỉ là chất lửa để thổi vàng. Chỉ... Thật ra con chỉ con chó đi. Nè. Đâu? Chó đâu? Chó. Một căn, hai căn. Ờ, con chó nó còn cơ, nó sủa sao? Chó sủa sao? Căn 4, căn 5 vừa trở về. Mẹ này chó sủa sao không nói gì? Chó sủa sao con trả lời mẹ đi. Bên ơi, hấu đi. Bên ơi, bên này mình chỉ dưa hấu đi. Bên ơi, chỉ cho bố coi cái dưa hấu. Dưa hấu đâu Ben? Chúng ta lại được nghe chính một ca khúc tiếp về người. Hãy cùng thưởng thức sáng tác bác Hồ. Bên đây quả dưa hấu đâu? Dưa hấu đâu? Tôi đang muốn nói đến một bài thơ. Thì đã làm gì? Bố. Gì con? Bia. Đâu? Bia. À, chia. Chia làm gì? Tất cả các bạn sinh viên đều đang hả? Chia mama. Mới ra từ tập leo núi. Đó. Thường liên quan tới hình ảnh của bác Hồ và các cháu thiếu niên nhi đồng, đó là bác thường dắt con hòn đỏ cho các cháu và các cháu cũng có thể dắt con hòn đỏ cho bác, những hình ảnh rất đẹp. Đó là chúng ta có các mức thời gian như sau: nếu nhanh dưới 5 giây để câu 3, 2, 1 bắt đầu. Ben đếm đi Ben. Mẹ ơi, Ben đếm đi. Con đếm đi. 1, 2 rất xuân. 5, 4 dạ. Đúng rồi, đếm lại đi. 5, 4, 7 8. Đếm hát bài tôi lấy hồng bông đi. À, đúng rồi. Ben ơi.